Chào các bạn quay trở lại với phần hướng dẫn chỉnh màu trên Final Cut. Trong bài 3 này mình sẽ hướng dẫn 4 bước đầu tiên trong một cái sơ đồ chỉnh màu, nhưng mình sẽ tập trung chỉnh vào cân bằng trắng. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn chỉnh về cái quy trình chỉnh màu. Thì ở đây nó có 6 bước. Thì thực ra nó có thể có nhiều bước hơn nữa, nhưng mà nó tóm tắt gồm có 6 bước như này, nhưng mà thực tế thì nó chỉ có khoảng 4 đến 5 bước chính. Không tính hai cái bước đầu tiên này thì nó chỉ là công đoạn phụ thôi. Thì thường thường thì mình sẽ đi từ bước thứ ba này trở đi. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết về các bước. Bước đầu tiên là bước chuyển đổi dải màu. Bước thứ hai là bước giảm nhiễu, hay còn gọi là giảm noise. Thì cái bước này là thường điều chỉnh trong trường hợp bàn quay tối mà nó không có đủ độ sáng. Trong trường hợp bàn quay tối mà ISO cao thì nó sẽ bị noise trên tấm hình á. Thì thường thường người ta sẽ có cái bước khử noise này. Cái bước thứ ba là bước chỉnh độ sáng và độ tương phản cho bức hình. Bước thứ tư là chỉnh cân bằng trắng. Bước thứ năm là chỉnh độ bão hòa màu, có nghĩa là thường thường đối với những file lock á, thì sau khi quay ra thì bạn phải đẩy màu lên cho nó về với màu chuẩn. Bước cuối cùng là trong cái phần chỉnh màu cơ bản là thường thường là đó là chỉnh màu da. Sau đó đến cái giai đoạn thứ hai là những bước chỉnh màu gọi là secondary, tức là qua giai đoạn 2, có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn làm đẹp cho cái clip đó. Có những cái bước như là đồng nhất màu nếu trường hợp cái clip nó quay ở những cái khu vực khác nhau. Sau đó người ta sẽ áp lớp vào. Cái lớp có nghĩa là cái tùy chỉnh màu mà nó sẽ tạo cho clip, hoặc là toàn bộ một bộ phim nó sẽ có một hiệu ứng màu đặc biệt. Thì trong bài hôm nay mình chỉ hướng dẫn 4 bước đầu tiên, trong đó có hai bước đầu tiên này thì hai bước phụ thì cũng không quan trọng lắm. Hai bước tiếp theo là hai bước chính, thì mình sẽ tập trung chính vào cân bằng trắng. Rồi đầu tiên mình sẽ đi bước đầu tiên, đó là chuyển dải màu. Trong bài học trước mình đã nói, có nghĩa là ngày xưa thì những clip được quay hầu như ở chuẩn red 709, có nghĩa là cái chuẩn cơ bản TV hiện nay, nhưng đối với những năm về sau này thì nó đã ra những cái chuẩn dải màu rất rất là rộng. Thì lúc đó nếu bạn muốn edit trên cái dải màu cũ mà cái clip này được quay trên cái dải màu mới, thì bạn phải có cái bước chuyển đổi màu này, nếu không nó sẽ bị trắng bệt như thế này. Cái clip này được quay trên chuẩn là Red 202, tuy nhiên mình đang edit toàn bộ cái video này trên dải là Red 709. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái clip này về Red 709. Thì cách làm là bạn bấm chọn vào clip này, chọn phim Y, sau đó bạn rẽ xuống đây, ở chỗ Basic này bạn chọn Setting, sau đó ở mục Color Space Average này các bạn chọn cái dải màu của nó. Trong trường hợp này bạn chọn Red 2020, có nghĩa là clip này được quay từ 2020 nó sẽ convert về Red 709 cho bạn. Đó, lập tức cái clip này nhảy về chuẩn màu của nó. Thường thường những cái camera thế hệ mới thì họ sẽ có cái tùy chỉnh chuẩn màu này, thì khi quay về thì bạn phải có cái bắt buộc phải có cái bước chuyển này. Rồi mình qua bước thứ hai. Bước thứ hai là giảm nhiễu. Thì trong một số trường hợp những cái clip quay tối quá, trong trường hợp này mình cũng không có clip nào quay tối, nhưng mà mình cũng lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung. Trong một số trường hợp cái clip quay rất là tối thì nó sẽ bị noise, thì các bạn chỉ việc bấm vào mục effect, sau đó chọn noise, gõ từ noise, sau đó tìm đến cái noise reduction này, thì cầm kéo thả vào cái clip đó, ví dụ clip này chẳng hạn. Thì sau đó bạn qua mục video ở đây thì nó sẽ hiển thị ở đây, bấm show ra trong trường hợp nó bị ẩn đi. Thì các bạn có thể tùy chỉnh ở 3 mức này làm sao để cho nó phù hợp nhất là được. Cái sharpness có nghĩa là độ sắc nét của nó. Thì tùy vào clip mà bạn có thể tùy chỉnh. Thì đó là hai bước phụ đầu tiên trong cái quy trình chỉnh màu. Bây giờ mình sẽ qua cái bước tiếp theo là cái bước chỉnh đầu tiên trong chỉnh màu. Thì đó là bước chỉnh độ sáng và tương phản của clip. Thì như bài học trước mình đã nói, thì về chỉnh độ sáng thì thường thường người ta sẽ cố gắng kéo dải màu nó trải rộng từ 100 cho đến 0. Trong trường hợp đối với những clip mà quay bằng file lock chẳng hạn, clip nó sẽ nén lại, có nghĩa là vùng sáng và vùng tối nó khá là sát nhau. Cái dải màu trên cái biểu đồ Luma này nó rất là hẹp như thế này, thì công việc của bạn đó phải làm sao để cho cái clip này trải rộng ra trên cái dải từ 0 cho đến 100. Thì nó càng trải ra thì cái độ tương phản, có nghĩa là cái độ sáng, cái vùng sáng vùng tối nó càng tách biệt, thì bức hình nó sẽ càng rõ nét hơn. Ví dụ trong clip này nó đang rất là tối, kể cả vùng sáng của nó cao nhất chỉ đến khoảng năm mấy, vùng tối của nó khoảng năm. Thì trong trường hợp này clip này nó rất là tối, bạn nhìn trên hình cũng sẽ thấy. Trong trường hợp này mình sẽ tăng độ sáng của nó. Thì có ba công cụ chính để điều chỉnh tăng độ sáng và độ tương phản, thì đó là color board, color wheel, color curve. Thì cái color board hiện nay mình ít sử dụng nên mình cũng sẽ không hướng dẫn nữa, mình sẽ hướng dẫn bắt đầu từ color wheel đi. Thì bạn chọn color wheel. Lúc này để đưa cái dải này lên trên cho nó vùng sáng thì bạn chỉ việc cầm kéo phần master lên, nó đi toàn bộ cái vùng này. Thì lúc này clip đã vẫn nó sáng hơn, nhưng nó có chưa có độ tương phản nên nó nhìn nó khá là bệt. Thì lúc này bạn sẽ tăng contrast của nó, có nghĩa là để vùng sáng càng sáng hơn và vùng tối càng tối tối hơn. Thì trong cái clip trước mình đã hướng dẫn, thì bạn chỉ việc kéo highlight tăng lên và shadow giảm xuống.
Cái phần mid-tone này là vùng giữa, có nghĩa là vùng sáng trung bình của nó, thì bạn có thể đẩy lên hoặc đẩy xuống. Sau khi chỉnh xong bạn có thể tắt bật để thấy lúc trước và lúc sau. Câu hỏi đặt ra là bạn chỉnh vùng sáng này đến bao nhiêu là chuẩn? Thì thường thường như mình đã nói, đối với ánh mặt trời hoặc là bóng đèn điện á, thì nó sẽ đạt 100 hoặc trở lên, có nghĩa là vùng sáng tối đa. Thì dù bạn tăng lên trên 100 nữa thì cái độ sáng của nó cũng chỉ có từng đó. Và nó có một cái quy chuẩn, thì đó là cái bảng màu này. Đây là cái bảng màu độ sáng. Cái độ sáng này nó có tháng từ 0 cho đến 10, thì nó tương ứng với cái tháng từ 0 cho đến 100 ở đây. Thì tùy theo như vậy mà bạn phân vùng để chỉnh sáng cho nó chuẩn. Ví dụ như 100 có nghĩa là vùng sáng nhất, có nghĩa là pure white, có nghĩa là một tấm ảnh trắng tuyệt đối, thì nó đạt ở một vị 100. Hoặc là ánh đèn, hoặc là mặt trời chẳng hạn, tức là những nguồn đèn hoặc mặt trời thì nó 100, ví dụ vậy. Ở vùng không có nghĩa là cái này tuyệt đối tối. Còn vùng dáng người thì nó khoảng từ 4 cho đến 8, chạy trong khoảng từ 4 cho đến 8. Ví như vậy bạn sẽ ước lượng được trong trường hợp này cái máy bay này á, vùng dải sáng trên cái cùng này á, chính là cái phần màu trắng trên cái phần thân của máy bay này. Nó sẽ hắt sáng từ cái một vị trí ánh mặt trời xuống, thì chắc chắn nó sẽ không thể đạt 100. Nó chỉ ở tương đối gần 100, khoảng từ từ 80 cho đến 100 chẳng hạn. Lúc này người ta sẽ giảm hai lái xuống chẳng hạn, để cho nó đạt cái chuẩn trong cái khoảng từ 80 cho đến 100 đó. Trong trường hợp này mình để cho nó khoảng 90 đi. Tương tự như vậy bạn sẽ thấy vùng tối, khi mà bạn chỉnh vùng sáng bằng cái công cụ Colugio này thì vùng tối nó cũng bị đẩy xuống. Thì trong trường hợp này bạn phải chiều chỉnh một chút, là bạn phải giảm vùng tối lên một xíu để cho nó không dưới không. Tại vì nếu nó dưới không thì nó sẽ mất điểm ảnh. Thì có thể nhìn thấy những cái vị trí thấp nhất ở đây là những cái vị trí lốp này, nó là rất là tối. Thì mình sẽ tắt đi. Đó, lúc trước và sau. Các bạn sẽ thấy lúc trước nó bệt và tối, và sau khi tăng độ sáng và tương phản lên thì nó rất là sáng. Bây giờ mình sẽ tắt cái công cụ này đi, và mình sẽ qua hướng dẫn bạn chỉnh công cụ thứ hai. Đó là công cụ Color Curve. Để tăng độ sáng lên thì các bạn kéo ở vị trí trên cùng sang bên trái, nó sẽ đẩy lên. Tương tự tăng vùng tối thì kéo cái điểm dưới cùng ở sang xuống dưới. Bạn sẽ thấy lúc này cái clip này đã tương đối sáng. Còn nếu muốn điều chỉnh vùng mid-tone là vùng giữa thì bạn chọn một điểm ở đây, sau đó kéo. Ví dụ bạn kéo thì cái phần mid-tone sẽ được để xuống, và kéo lên thì cái phần mid-tone đẩy sang lên. Thì nguyên tắc chỉnh màu đối với công cụ Color Curve là như vậy. Thường thường nó họ sẽ chỉnh theo hình chữ S như mình đã nói ở trước. Nếu như một clip đạt chuẩn rồi, người ta sẽ chỉnh theo hình chữ S để tăng độ tương phản, có nghĩa là người ta sẽ lấy hai điểm, một điểm phía trên và một điểm phía dưới. Thì lúc này nó sẽ tăng độ tương phản của cái vùng mid-tone ở giữa. Theo như mình được biết thì những người chỉnh màu chuyên nghiệp, người ta thích cái sử dụng công cụ Curve này để chỉnh độ sáng và độ tương phản hơn. Trong đó hôm nay mình có một cái clip này và có một cái bảng màu chuẩn. Nó sẽ có một dải, một đường màu, nó chỉ có từ màu trắng cho đến màu xám. Thì cái dải màu này nó sẽ có độ tương phản với ánh sáng. Thì dựa vào cái độ tương phản này, người ta sẽ biết được, người ta sẽ kéo để đưa cái vùng sáng và vùng tối về chuẩn. Thường thường trong ví dụ như cái bảng màu này của mình đó, thì cái vùng sáng của nó, sáng nhất của nó ở đây nó khoảng chỗ 95, vùng tối nhất của nó là khoảng 5. Một lúc nữa sau khi mình hướng dẫn chi tiết kết cân bằng trắng xong thì mình sẽ quay lại về hướng dẫn về sử dụng cái bảng này. Thường sau khi chỉnh xong, các bạn cố gắng xem hết cái clip để xem có trường hợp nào nó vượt ra ngoài cái giới hạn từ 0 đến 100 hay không. Lúc đó thì các bạn phải điều chỉnh lại một chút. Trước khi qua bước tiếp theo thì mình muốn nói một chút là các bạn không nên máy móc kéo tất cả vùng sáng đều đến 100 và vùng tối đến gần 0, thì cái đó là không chính xác. Thì trước khi qua cái phần clip tiếp theo thì mình muốn nói một chút là các bạn không nên máy móc mà kéo vùng tối xuống 0 và vùng sáng đến 100. Thì cái đó là không hợp lý, mà tùy theo cái clip và theo cái bảng dải màu này. Mình lấy ví dụ trong trường hợp bạn quay trong tối mà không có ánh đèn, thì chắc chắn cái vùng của bạn nó sẽ nằm khoảng từ 0 đến 50 trở lại thôi. Hoặc là bạn quay ở ngoài trời chẳng hạn, quay rất là sáng và không có vị trí điểm tối, thì chắc chắn cái clip đó nằm ở nửa trên cái dải Luma này thôi. Rồi mình qua phần tiếp theo là phần hướng dẫn White Balance, có nghĩa là cân bằng trắng và màu. Rồi ví dụ mình qua cái clip này để làm ví dụ. Thì trong 3 hôm trước mình đã có hướng dẫn rồi, cái 3 clip này thì quay là gần như nhau nên nó sẽ màu đồng nhất. Thì các bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy cái clip này nó bị ám vàng, tại vì cái thân máy bay nó sẽ là màu trắng. Thì trong trường hợp này bạn nhìn nó hơi ám vàng. Thì về nguyên cái tắc cân bằng trắng thì bạn sẽ đưa bức hình đúng về chuẩn màu của nó, không bị ám một cái màu nào đó. Trước hết mình nói về khái niệm color cast, có nghĩa là trong trường hợp một bức hình bị ám một màu nào đó, người ta định nghĩa là color cast, có nghĩa là nó sẽ ám một màu đó. Qua bức hình này để bạn hình dung, bức hình phía bên trái này này nó bị ám một màu vàng,
có nghĩa là nó đang tông màu ấm. Cái bức hình bên phải là chuẩn màu. Quay cái clip này thì nó bị lệch, tức là nó ám về màu xanh. Thì mục đích của quá trình cân bằng trắng là đưa cái clip hai bức hình về chuẩn màu của nó. Đối với cân bằng trắng thì Final Cut là họ có một cái công cụ chỉnh cân bằng trắng tự động. Nhưng mà cái công cụ này thì thường thường mình ít khi sử dụng, nhưng mà mình cũng sẽ hướng dẫn để các bạn biết. Các bạn chọn clip cân cân bằng trắng. Ví dụ mình lấy clip cái máy bay này. Các bạn để chuột vào cái biểu tượng này. Và các bạn chọn Balance Color. Lập tức là bạn thấy clip này nó đã trắng. Có nghĩa trong trường hợp là dễ đối với những clip đơn giản mà nó có màu trắng như thế này thì cái công cụ này sử dụng rất là hiệu quả. Các bạn tắt bật để thấy. Đây là biểu đồ lúc trước. Nó hơi ám vàng và cái nó giải màu nó nén lại sau khi bấm. Sau khi cho hiệu ứng Balance Color vào thì lập tức cái giải màu nó trải rộng ra và cái máy bay nó chuyển về màu trắng chuẩn của nó. Thì cái công cụ này không chỉ là cân bằng trắng mà nó còn tăng độ tương phản và độ sáng của cái giải màu lên. Thì trong cái công cụ chỉnh màu này thì nó có hai cách, một là tự động thì các bạn chỉ cần chọn mặc định thì nó đã chọn tự động và nó sẽ tự động chọn giải màu và cân bằng. Cái lựa chọn thứ hai của nó là lựa chọn cân bằng trắng. Khi mà bạn lựa chọn cân bằng trắng thì nó sẽ ra một cái viết. Bạn sẽ rẽ chuột đến vị trí trên cái clip, các bạn chọn vị trí điểm trắng hoặc điểm xám thì cái công cụ này nó sẽ bắt theo cái màu đó và nó sẽ cân trắng lại dựa trên cái điểm trắng đó. Thì ví dụ trong trường hợp này mình sẽ chọn cái máy bay này chẳng hạn, mình bấm vào đây và các bạn sẽ thấy lập tức là nó đỡ cân bằng trắng, tức là mình xác định là cái màu trên cái thân máy bay này là màu trắng chuẩn thì nó sẽ lấy đó là mốc và nó sẽ cân chuẩn màu lại toàn bộ cái clip này. Các bạn chọn một điểm nào đó thì nó sẽ, ví dụ mình chọn màu vàng này thì chắc chắn nó sẽ không chuẩn và nó sẽ bị ám màu này đó. Rồi mình qua thử cái clip này chẳng hạn, mình cũng chọn công cụ này, mình chọn Balance Color đó, lập tức các bạn thấy là dải màu nó trải ra lúc trước lúc sau. Hoặc các bạn chọn White Balance và chọn điểm trắng trên máy bay này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cân bằng trắng bằng tay. Thì bạn bắt buộc phải tìm được trên cái clip của bạn một điểm trắng hoặc một điểm xám. Thì ví dụ trong trường hợp này mình trả lại quay lại clip cái máy bay này, mình thì bước đầu tiên là mình phải tăng độ sáng và độ tương phản của cái clip này đã. Sau đó mình sẽ tiếp tục cân bằng trắng. Mình nói một chút là vì sao phải thực hiện quá trình chỉnh độ sáng và độ tương phản trước khi cân bằng trắng. Bởi vì nếu như bạn đảo ngược quá trình này lại, ví dụ bạn cân bằng trắng trước và bạn chỉnh độ sáng và độ tương phản sau ấy, thì đôi khi nó làm cái quá trình cân bằng trắng nó lại bị lệch. Và bây giờ mình xác định cái vùng trắng là cái vùng cái máy bay này chẳng hạn. Mình chọn Effect, mình chọn Mask và chọn Raw Mask thả vào. Sau đó mình qua mục video này, chọn Raw Mask. Lúc này nó đã có cái viết. Thì mình sẽ khoanh vùng cái vùng mà mình nghĩ là nó trắng. Bạn có thể sử dụng ba cái biểu đồ màu để chỉnh cân bằng trắng. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn, đầu tiên là mình sử dụng biểu đồ RGB Parade. Như bài học trước mình đã nói, một điểm nếu như nó đạt màu trắng thì ba cái màu chuẩn này nó sẽ đều nhau. Trong trường hợp này màu xanh dương nó bị thấp nhất, chứng tỏ cái bức hình này nó đã bị ám vàng. Thì mình sử dụng công cụ là Color Wheel, mình add thêm một cái Color Wheel nữa. Và để cân bằng trắng thì mình sử dụng chính là công cụ Temperature và Tint. Mình kéo sang bên trái để đến khi nào cái ba vị trí này nó bằng nhau. Trong trường hợp này màu xanh nó hơi cao một chút thì mình lại chỉnh Tint chẳng hạn. Đó, như vậy. Mình qua một video, mình tắt cái mask đi để bạn nhìn. Rồi mình sẽ tắt bật cái color wheel để bạn thấy lúc trước nó ám vàng và sau đó trắng. Hoặc bạn có thể dùng biểu đồ RGB overlay này để quan sát. Thì lúc trước là nó sẽ ba màu nó sẽ không chồng lên nhau, sau khi mà kéo về thì ba màu nó sẽ chồng lên và tạo màu trắng. Rồi mình reset lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đi công cụ thứ hai là sử dụng Color Curve. Ví dụ trường hợp màu xanh này nó thấp và hai màu này nó cao thì bạn sẽ chỉnh tùy chỉnh từng màu. Lúc này bạn sẽ kéo màu xanh lên, bạn kéo phía trên, kéo sang trái. Lúc này màu đỏ vẫn cao thì bạn kéo cái màu đỏ xuống. Đó. Mình sẽ tắt bật để các bạn thấy. Rồi đây là sử dụng cái biểu đồ phía bên phải này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái biểu đồ phía bên trái này.
là cái biểu đồ vector scope này, thì cũng tương tự như vậy. Sau khi các bạn mask xong cái clip này, bạn sẽ thấy là cái chấm của nó. Mình sẽ tắt cái bên phải này đi để bạn dễ nhìn hình dung. Lập tức bạn sẽ thấy ở đây nó có một điểm mình phóng to nhất cực phải, tròn 133% để bạn dễ hình dung. Cái điểm này nó lệch so với tâm. Về nguyên tắc, nếu như nó cân bằng trắng thì nó phải nằm ở tâm. Nếu trường hợp cái vị trí mask của bạn nhỏ quá, bạn có thể zoom nó lên. Mình kéo xuống, mình show cái transform ra. Mình zoom lên. Bạn càng zoom to thì cái vân này càng sáng và các bạn càng dễ nhìn để tùy chỉnh. Bạn sẽ thấy là trên cái đường vàng xến này, blue và yellow này lấp lệch sang bên phía màu vàng này. Thì có nghĩa là nó hoàn toàn ám vàng. Thì lúc này mình lại quay lại cái color wheel lúc nãy. Mình sẽ tính temperature. Thì như các bài học trước mình đã nói rõ về công cụ temperature và tính này rồi. Thì giờ mình không nói lại nữa. Thì mình sẽ kéo để các bạn thấy. Càng kéo thì càng nó càng về sát tâm. Lúc này bạn sẽ thấy trên cái trục green với magenta này thì nó lại hơi lệch về phía green, có nghĩa là nó hơi ám sen. Thì lập tức bạn cũng kéo cái này đó, mình kéo một chút nó về ngay tâm. Rồi các bạn tắt transform đi, tắt cái mask này đi. Các bạn sẽ tắt bật cái color wheel này để thấy lúc trước lúc sau. Đó thì cái cân bằng trắng cơ bản là như vậy. Cái điều quan trọng nhất là bạn phải xác định được vị trí điểm màu trắng hoặc màu xám trong clip. Rồi mình qua một cái clip tiếp theo. Bạn có thể thấy như clip này là ám rất xinh. Giờ bạn cần tìm một điểm trắng thì trong cái clip này rất là khó. Một là mình sẽ lấy cái mũi của cái con gấu này nó có màu xám. Hai là mình sẽ chọn vị trí màu trắng trên cái gối này chẳng hạn. Giờ mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Trong trường hợp này mình sẽ chọn cái tấm vải. Mình zoom cái này lên. Trong trường hợp này mình zoom lên và mình sẽ chọn vùng trắng là cái này. Rồi mình tăng kích thước lên. Sau khi zoom lên rồi thì các bạn điều chỉnh mục temperature. Cái giới hạn temperature ở đây là 10.000, nó không thể vượt quá cái giới hạn này nữa thì nó tương đối sát. Thường thường khi kéo hết cái giới hạn này thì thường thường nó sẽ đạt. Nhưng mà trong trường hợp nó vượt quá giới hạn và bạn tin rằng đấy là chắc chắn là màu trắng thì bạn có thể kéo thêm. Thì bạn chọn thêm một cái color wheel thứ hai nữa. Sau bạn lại tiếp tục kéo. Lúc này nó sẽ về tâm. Các bạn tắt transform. Tắt draw mask. Các bạn sẽ thấy lúc trước và sau khi chỉnh cân bằng trắng. Mình cũng ướm chừng tương đối chứ mình cũng không chắc chắn rằng cái màu trắng ở đây là vị trí chuẩn màu trắng. Thì để trên trường hợp mà bạn không chắc chắn và trong những phim chuyên nghiệp á thì người ta sẽ sử dụng bảng màu chuẩn. Thì đây là mình khi quay, trước khi quay cái clip thì mình sẽ bỏ một cái bảng màu chuẩn lên trước khi quay. Thì cái bảng màu chuẩn này nó sử dụng không chỉ để cân bằng trắng mà nó còn cân bằng màu nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn về trong trường hợp sử dụng cái bảng này. Thì đầu tiên để cân bằng trắng, các bạn mark cái bảng này trước, mark cái vùng trắng, kéo vào. Bạn zoom to lên. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái biểu đồ là waveform. Và mình chọn là RGB overlay. Về nguyên tắc cái bảng màu trắng này thì cái dải màu này là từ màu trắng cho đến màu xám đen. Những cái vùng này nó sẽ phải đồng nhất màu trắng với nhau. Thì trong trường hợp này nó không đồng nhất thì mình sử dụng công cụ Color Curve để chỉnh. Mình chọn thêm Color Curve. Mình sẽ điều chỉnh. Ví dụ trong trường hợp này mình thấy màu đỏ nó rất là thấp. Mình sẽ ướm chừng. Ví dụ như ở vị trí này là khoảng 95 cho đến vị trí này là khoảng 50-52. Thì nó ở giữa này thì khoảng tầm 60-70. Thì mình ướm như vậy, mình qua phía bên này. Mình thấy từ đây cho đến đây là 100. Thì ở đây là khoảng 50, đây 75. Thì khoảng 70 thì khoảng ở dưới này một xíu. Mình lấy một điểm. Vì cái màu đỏ nó thấp hơn so với cái vùng phía trên này, mình sẽ đẩy nó lên. Nó về chuẩn, trong trường hợp này cái vị trí phía dưới này nó lại hơi cao. Thì mình lại tìm một điểm, ở đây là khoảng trên 50 một xíu. Rồi mình sẽ kéo nó xuống.
Ví dụ phía trên này nó khoảng ở đây là khoảng 95. Thì mình sẽ kéo ở vị trí trên cùng này xuống một xíu, lên một xíu. Ở vị trí dưới 50 này nó cũng chưa chuẩn lắm. Thì tương đối là như vậy. Thì sau đó các bạn tắt cái mask đi và tắt transform. Lúc này các bạn tắt bật sẽ thấy lúc trước nó hơi ám xanh một xíu. Sau khi bật lên thì nó chuẩn màu. Rồi trong cái clip này thì mình đã thực hiện bước cân bằng trắng trước khi thực hiện bước chỉnh độ sáng và độ tương phản. Bây giờ mình sẽ chỉnh độ tương phản của nó để các bạn sẽ thấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu như các bạn thực hiện quá trình cân bằng trắng trước. Bạn bật transform lên. Bạn qua lại một color curve. Các bạn sẽ thấy lúc này là nếu như bạn thực hiện quá trình cân bằng trắng trước và chỉnh độ sáng và độ tương phản sau thì lập tức cái điều chỉnh cân bằng trắng của bạn đã nó không chuẩn nữa, lúc này nó lại bị lệch ở cái vùng này chẳng hạn. Thì lúc đó bạn lại phải điều chỉnh cân bằng trắng lại một lần nữa. Ở vùng này khoảng trên 50 một xíu thì bạn lại phải kéo cái này lên một xíu. Thì cái chỉnh màu là như vậy, sau khi bạn chỉnh độ tương phản và cân bằng trắng thì luôn phải kiểm tra trên biểu đồ. Rồi mình quay lại một clip này, mình sẽ tắt raw mask, tắt transform. Lúc này bạn sẽ thấy là có những vùng nó đã bị cháy phía tối. Nguyên nhân là do mình kéo cái vùng shadow này từ vị trí không này mình kéo xuống. Muốn sửa cái lỗi này thì mình trả cái này về lại. Mình chọn vào đây, mình chọn delete. Mình sẽ bật cái mask lên. Lúc này mình sẽ kéo ở vị trí dưới 50 một xíu. Là vị trí này mình kéo xuống. Sau mình tắt cái raw mask. Bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ không còn bị cháy phía dưới nữa. Thì nguyên nhân là do lúc nãy mình đã kéo vị trí dưới cùng. Bây giờ mình sẽ kéo vị trí này. Bây giờ mình kéo vị trí phía trên. Thì cái vùng mid-tone nó được kéo xuống nhưng mà cái phần shadow nó không bị cháy. Thì cách điều chỉnh là như vậy. Thì ở đây mình nói sơ một chút thì cái bảng màu này nó còn hỗ trợ chỉnh màu nữa. Nó có một cái dải màu chuẩn ở đây. Thì mình nói sơ cho các bạn nào muốn tìm hiểu thì mình sẽ dùng công cụ Hue. Đối với cái dải màu chuẩn này á, thì bây giờ mình sẽ mask màu của nó. Mình sẽ cho raw mask vào. Mình cũng vẽ tương tự như vậy trên cái dải màu này. Sau đó mình cũng zoom nó lên. Lúc này mình chuyển sang cái biểu đồ vector scope. Các bạn sẽ thấy là nó có 6 màu và nó sẽ có 6 đường hướng về 6 màu này. Nhưng mà cái hướng của nó không chuẩn. Về nguyên tắc nếu đúng một cái clip chuẩn màu thì những cái tia này nó sẽ đi thẳng đúng đến cái tấm của những cái vị trí màu này. Trong trường hợp nó không chuẩn thì mình phải điều chỉnh. Thì mình sử dụng công cụ là Hue Saturation. Bạn có hai cách, một là chỉnh trên cái viết và chọn cái màu này, hai là có thể bấm vào đây. Vị trí này là đỏ, vàng, xanh, xanh ở giữa, xanh dương, màu hồng. Vị trí cuối cùng thì trùng với đầu. Hoặc các bạn thì chọn cái viết, nhưng trong trường hợp này mình làm để các bạn nhìn hình dung. Thì mình thấy màu đỏ ở đây nó hơi lệch sang phải, mình cầm mình kéo lui. Đó, nó sẽ hướng về tâm. Tiếp tục màu vàng nó cũng hơi lệch, mình lại kéo. Màu xanh lá. Như vậy nó sẽ hướng về đúng tâm. Rồi, thì bạn sẽ thấy lúc này là những cái tia này nó sẽ hướng về đúng tâm của nó. Cơ bản là như vậy. Mình có thể tăng saturation của nó lên một chút để các bạn dễ hình dung. Mình sẽ tắt bật cái hue này để bạn sẽ thấy lúc trước và lúc sau. Lúc trước là màu nó dù đã cân bằng trắng nhưng mà màu của nó vẫn không có chuẩn. Mà muốn chuẩn thì bạn bắt buộc phải có một cái bảng màu chuẩn này thì nó mới đưa về màu chuẩn như vậy được. Thường thường người ta sử dụng cái bảng màu này chính để đồng nhất màu giữa các camera. Thì những bài học tiếp theo mình sẽ nói chi tiết. Rồi bài học hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn.